Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ca sĩ hải ngoại Phi Nhung qua đời ở Việt Nam vì Covid. Ca sĩ Mỹ gốc Việt Phi Nhung vừa qua đời sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại các biến chứng từ lây nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Phi Nhung, người từng mồ côi cha mẹ trước khi trở thành một nghệ sĩ thành danh trên sân khấu ở hải ngoại tại Mỹ, và đã ra đi vào lúc 12 giờ 15 phút vào ngày 28 tháng 9 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Theo thông báo của nghệ sĩ Việt Hương qua một đăng tải trên trang Facebook cá nhân như vậy. Nghệ sĩ này cho biết cô cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để lo hậu sự cho Phi Nhung. Đây là hình ảnh, bức ảnh của Phi Nhung đăng trên trang fanpage chính thức với lòng thông báo cuối cùng rằng Phi Nhung đã hoàn thành sứ mệnh thiên thần của mình. Cùng ngày, các báo mạng trong nước cũng cho biết rằng ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, dù được sự nỗ lực điều trị của các y bác sĩ tại bệnh viện này. Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19, gồm đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, kèm cơn bão cytokine, tức là suy đa cơ quan. Trích dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, nguồn báo Tuổi Trẻ cho biết bệnh nhân được chạy ECMO, là tim phổi nhân tạo và lọc máu liên tục. Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Nguồn tin từ bệnh viện nói với báo Tuổi Trẻ rằng tất cả y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này. Chỉ trước đó 2 ngày, trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân của Phi Nhung vào hôm 26 tháng 9, Wendy Phạm, con gái ruột của cô cho biết nữ ca sĩ từng có thời gian hát trên sân khấu Paris by Night vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy để phủ nhận những thông tin về tình hình sức khỏe của cô được lan truyền trên mạng xã hội, được cho là không đúng sự thật. Được biết, ca sĩ Phi Nhung đã nhập viện vào giữa tháng 8 sau khi có kết quả dương tính với Covid. Theo tờ báo Việt Nam Express, ca sĩ này đã bắt đầu bị ốm sau một thời gian đi làm từ thiện. Phi Nhung được chuyển từ Bệnh viện Gia An 115 sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị ở khoa hồi sức tích cực. Vẫn theo Việt Nam Express, từ tối ngày 22 tháng 9, người thân của gia đình cho biết tình hình sức khỏe của ca sĩ này chuyển biến xấu sau hơn một tháng nằm viện. Đây là hình ảnh nữ ca sĩ Phi Nhung nhận quán quân Việt Nam Hồ Văn Cường làm con nuôi. Nhiều nghệ sĩ và những fan hâm mộ bày tỏ trên mạng xã hội sự nuối tiếc xót xa của họ đối với sự ra đi của nữ ca sĩ ở tuổi 51 và được biết không chỉ với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng mà còn bởi những hoạt động thiện nguyện của cô. Một thông cáo báo chí đăng tải vào hôm 28 tháng 9 trên trang Facebook chính thức của nữ ca sĩ này cho biết rằng Phi Nhung đã hoãn kế hoạch quay về Mỹ để đoàn tụ với con gái vào hồi tháng 7 vì muốn tiếp tục ở lại Sài Gòn hoạt động thiện nguyện thời đại dịch. Lý do cô quyết ở lại vì Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Phi Nhung vẫn luôn khẳng định rằng hạnh phúc nhất là được làm từ thiện, cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn tiếp tục. Mọi người ơi, cho dù không có tiền thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích là những gì mà mình thích. Phi Nhung cũng khao khát tình thương của mẹ nhưng đã phải thay mẹ chăm sóc đứa em cùng mẹ khác cha. Đây là hình ảnh Phi Nhung và người em ruột tên Tommy hiện đang ở Mỹ. Phi Nhung từng tâm sự cô là kết quả của một mối tình lầm lỡ. Ông ngoại bắt mẹ cô phá thai nên bà trốn vào chùa sinh con, quyết giữ lại giọt máu của mình. Một tháng sau thì bà ngoại bế cháu về, mẹ cô đi bán dưa gang để lấy tiền mua sữa nuôi con. Trong chương trình Ký ức vui vẻ, Phi Nhung kể lại vì là con lai nên cô không được theo mẹ từ nhỏ. Do sợ bị chê cười nên mẹ cô dối chuyện từng sinh con, gửi cho bà ngoại nuôi rồi đi lấy chồng. Lên 8 tuổi, mẹ Phi Nhung đón cô về cùng ở, nhưng 2 năm sau bà cũng qua đời. Cô trở thành trẻ mồ côi. Phi Nhung nói vẫn rất thần tượng mẹ từ sâu thẳm trong tâm khảm. Cô luôn thèm được gọi hai tiếng, má ơi. Đó là lý do từ thuở niên thiếu, Phi Nhung vẫn luôn ấp ủ xây cho mình một ngôi nhà cho trẻ mồ côi,
gọi mình là má, và khi ra đường các con có thể nói với bạn chúng bạn là tao có má, tao có anh em. Nhiều năm trở lại đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi cơ nhỡ. Cho tới cuối đời, Phi Nhung vẫn muốn cho mình ở một mình để lo cho các con. Cô không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn đã nhận nuôi. Và giọng ca Bông Điên Điển đã nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, trong đó có việc bảo trợ cho quán quân The Voice Kids 2016 Hồ Văn Cường ăn học đến năm 18 tuổi. Theo luật lao động, ngoài cô con gái ruột Wendy Phạm hiện nay làm y tá tại Mỹ, Phi Nhung còn nhận 23 người con nuôi, trong đó có Cường và một số người khác được nữ ca sĩ tạo cơ hội phát triển nghệ thuật và cũng khá thành công. Đây là hình ảnh Phi Nhung bên các con nuôi Wendy, con gái ruột của Phi Nhung, từng chia sẻ lý do đến nay nữ ca sĩ không có một người đàn ông bên cạnh là vì muốn dành tâm sức lo cho các con. Cho biết về lý do nhận nhiều con nuôi, Phi Nhung từng nói với các MC Lại Văn Sâm trong một chương trình trên VTV rằng do cô thiếu tình thương cha mẹ vì mồ côi từ lúc còn nhỏ và chỉ ở với ông bà ngoại. Chia sẻ trong chương trình Ký ức vui vẻ của VTV, nữ ca sĩ sinh ra ở Gia Lai cho biết cô là con lai, có mẹ là người Việt và bố là người Tây Ban Nha và bị bỏ lại chùa trước khi được ông bà ngoại đưa về nuôi. Năm 16 tuổi, cô một mình bước chân đến Mỹ, bắt đầu con đường sự nghiệp ca hát gần 30 năm của mình. Khởi đầu bằng vai trò hát lót, Phi Nhung sau đó trở thành một trong những nữ ca sĩ phát hành nhiều băng đĩa nhất vào những năm 1994-1998 với mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa. Bày tỏ đau buồn vì sự ra đi của nữ ca sĩ, từng nổi danh trong dòng nhạc trữ tình với các ca khúc như Tình đẹp mùa chôm chôm và Nhớ mẹ Lý mồ côi, MC Trấn Thành viết trang trang Facebook cá nhân rằng tiếng hát Phi Nhung ra diết vì nó được đúc kết từ những vết xước của cuộc đời. Nam danh hài kiêm diễn viên cho biết với những gì đã chứng kiến trải qua cùng cố ca sĩ, trong anh Phi Nhung là một người phụ nữ mạnh mẽ, trái tim luôn nhân hậu, dù ký ức của bạn chỉ toàn những chảy chụa và cay đắng. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Hà Phan tâm sự tiếp như sau. Tôi không quen Phi Nhung, cũng chẳng biết cô ấy nhiều, chỉ có vài lần nghe cô hát, có lẽ lâu rồi, nhưng Phi Nhung ra đi khiến tôi ngộ ra vài điều. Đây là hình ảnh Phi Nhung cùng những chuyến hàng thiện nguyện trong đại dịch Covid-19. Nhung đó gần như đầy đủ những thứ mà người đời mong muốn. Kể cả khi đã rời khỏi trần gian, cô cũng như hơn 18.000 đồng bào khác bỗng nhiên hóa thành tro bụi sau đợt dịch kinh hoàng này. Mới hôm qua, vui cười hạnh phúc lẫn buồn đau và đủ những hỉ nộ ái ố của cuộc đời, nay đã trở về với hư không. Đời người vô thường quá, lúc sống cứ lạc vào những sân si, hờn giận, đua chen, bạc tiền. Và thật ra những khi thực sự cảm nhận được vui vẻ, buông bỏ chẳng có bao nhiêu. Tôi đã nghe rất nhiều đứa con chợt nhận ra lúc cha còn sống chưa kịp nói con thương ba và chẳng mấy vợ chồng còn dành được nhiều thời gian chăm sóc nhau, để đến khi lìa xa mới hiểu ra đời này cứ máu gạo tiền không chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi cũng thấy khá nhiều tiếc nuối giá mà. Những cái chết bất chợt, những chia lìa đớn đau, những xa xôi vĩnh viễn. Trong đại dịch kinh khủng và chuỗi ngày u ám vừa qua, có lẽ sẽ dạy chúng ta thêm yêu thương và vơi bớt ghét hận. Đời người đã qua rồi, những dòng nước mắt, nhiều tiếc nối chẳng níu lại được gì. Còn giờ đây, cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ. Quý vị vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 9 năm 2021 với bản tin ca sĩ hải ngoại Phi Nhung qua đời ở Việt Nam vì Covid-19. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.